Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong clip này thì mình xin giới thiệu với các bạn một cái máy in 3D. Thì hiện nay bên cửa hàng mình đã nghiên cứu và nắm vững được công nghệ để chế tạo in 3D rồi. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn để chúng ta cùng có thể tham khảo về loại máy này. Các bạn thấy đó, thì bây giờ hiện nay là đang in cái chữ KT. Lẽ ra tôi tính in cái chữ là www.ktphuhung.com, tức là cái tên cửa hàng mình. Nhưng mà in có lâu quá thì bây giờ in mẫu trước chị KT thôi. Thì in được này rồi thì các bạn muốn in cái gì cũng được đó. Thì các bạn thấy nó đang chạy ở đây á. Là tôi xin giới thiệu luôn là một cái tổng quan về nó. Thì cái bên này á, nó bao gồm có một cái đầu mà dùng để gia nhiệt ha. Và thứ hai là một cái cuộn dây này là dây nhựa nó sẽ đưa vào trong một cái động cơ. Đây là động cơ bước ở đây á, nó có cái bánh ràng với cái này là để dẫn động đưa nhựa vào trong cái đầu gia nhiệt. Thực tế thì sẽ cũng có loại là dùng bánh ma sát và có thể là dùng kim loại. Ở đây nó có một con vít để điều chỉnh cái độ chắc, độ ma sát giữa hai cái này với cái dây nhựa này. Thêm vào đó thì chúng ta sẽ có tất cả là năm cái động cơ bước lận. Động cơ bước này là dùng để cho cái động cơ, cho cái bàn này nó theo cái chiều trục đây, tạm gọi là trục ghế đi ha. Và một cái động cơ bên đây là dùng để cho cái bàn ở giữa đây nè chuyển động theo chiều trục y, chiều vuông góc đó. Và một động cơ nữa là động cơ này là theo chiều trục z để cho nó nâng hạ cái đầu in 3D. Thì cái nguyên tắc in 3D ở đây á, là nó sẽ sử dụng cái nguyên tắc là đắp vật liệu, tức là đắp vật liệu theo bản vẽ của mình, đắp từ từ lên. Các bạn thấy đây nó có hai động cơ. In 3D thì hiện đang được sử dụng rất là rộng rãi ở trên thế giới hiện nay. Nó từ những cái công nghệ đơn giản bình thường hàng ngày cho đến những công nghệ cao. Về những cái công nghệ mà ứng dụng đơn giản thì người ta có thể tạo ra những chi tiết in 3D. Ví dụ như đây là một cái chi tiết in 3D nè bạn, nguyên cái này khối này là in 3D luôn ha. Hoặc là bên đây cái khối này cũng là nó làm in 3D luôn ha, gia công luôn và đưa vào máy in 3D luôn. Bạn thấy đây nè, cái này cũng là máy in 3D. Thì bạn thấy nó sẽ là có những cái vết sần sùi chút xíu, thì đó là in 3D. Tại vì á nó là những cái nấc ha. Chút xíu chúng ta sẽ đưa cho các bạn xem cái hình ảnh của một cái sản phẩm in 3D. Hiện nay thì trên thế giới người ta đang nghiên cứu và phát triển rất là mạnh đó. Một cái trong những công nghệ là người ta chế tạo cái nhà bằng in 3D, tức là dùng cái in 3D xây nguyên căn nhà luôn, hoặc là xây những cái cầu bằng sắt sử dụng in 3D để mà tiết kiệm thời gian và nhân công. Nói sai hơn nữa, hiện nay ở NASA thì NASA có cái ý định là sẽ sử dụng máy in 3D để xây nhà cho những cái cư dân của trái đất mà tình nguyện lên trên sao Hỏa ở đó. Thì đương nhiên là lúc đó là công nghệ in 3D phải được sử dụng, nếu không thì chúng ta sẽ không có nhân công để mà xây dựng trên sao Hỏa. Đây các bạn thấy đó là tổng quan. Còn về bộ điều khiển thì nó dùng Arduino Mega đó, các bạn thấy đó, Arduino tính năng rất là mạnh. Thì việc mà nó điều khiển một máy in 3D thế này, phức tạp thế này mà Arduino nó vẫn điều khiển được, thì đối với những nhiệm vụ nhỏ nhỏ như lấy tín hiệu cảm biến, như làm những cái gì nhỏ đơn giản đó, thì thật sự là không thành vấn đề. Arduino Mega, rồi một cái bộ driver. Ở trong đây là những cái driver động cơ bước A48. A4988. Rồi, ở đây là có một cái bộ để mà điều chỉnh đó, điều chỉnh nhiệt độ, rồi điều chỉnh tốc độ vân vân. Và những thứ đó một cái màn hình. Còn ngoài ra thì bên này là một cái bộ adapter 220V xuống còn là bao nhiêu volt em? 12V, 30A ha, 30A. Thì hiện nay bên cửa hàng của mình, nhóm nghiên cứu của mình cũng đã làm chủ được công nghệ này rồi, và
Nếu mà các bạn quan tâm thì có thể liên hệ với bên cửa hàng mình. Ví dụ như có thể là liên hệ để mà tìm hiểu, rồi có thể là mua hàng, cũng có thể là tìm hiểu thôi cũng được. Xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại ở những clip kế tiếp.